Xin chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh ô tô tại Đồng Nai. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ, như tiêu đề của video, thì mình sẽ trả lời cho quý vị các bạn là câu hỏi là liệu năm sau nước ta có cho sản xuất lại các cái dòng xe ga cơ, sản xuất lắp ráp nhập khẩu các cái dòng xe Euro 2, tiêu chuẩn khí thải Euro 2 hay còn gọi ga cơ đó các bạn, để cho nó phù hợp với lại cái nhu cầu hiện tại của khách hàng. Thì trước tiên mà trả lời câu hỏi đó, mình sẽ đọc cho các bạn cái lộ trình áp dụng cái tiêu chuẩn khí thải tại nước ta. Cái trang web này của Bộ Công Thương Việt Nam nhé các bạn, moit.gov.vn. Bài báo được viết vào ngày 11 tháng 10 2016. Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải của ô tô xe máy tại Việt Nam. Bộ Công Thương vừa cho biết về tình hình triển khai lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải của ô tô xe máy thực hiện theo quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 1 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Và cái lộ trình cụ thể được quy định tại điều 4 của quyết định 49/2011/QĐ-TTg cụ thể như sau: các loại xe ô tô sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 và mức 5 như sau. Tiêu chuẩn khí thải mức 4 được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Tiêu chuẩn khí thải mức 5 được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Còn đối với các loại xe mô tô hay bán sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 3 từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Như vậy thì các bạn mới thấy được cái quy định, cái quyết định số 49/2011 của Chính phủ về cái lộ trình áp dụng cái tiêu chuẩn khí thải tại Việt Nam chúng ta là mức tiêu chuẩn Euro 4, thì nó được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 2017 theo như lộ trình, đúng lộ trình. Tuy nhiên là do cái hạ tầng nó chưa đáp ứng được nên đến ngày 1 tháng 1 năm 2018 chính thức tiêu chuẩn khí thải Euro 4 được áp dụng tại Việt Nam đối với tất cả các loại xe lắp ráp cũng như là sản xuất mới cũng như là nhập khẩu. Đó, thì đến lộ trình, đến ngày theo như cái quyết định số 49 này thì đến ngày 21 tháng 1 năm 2022 tất cả các xe lắp ráp mới và sản xuất sẽ được áp dụng theo tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Như vậy chẳng thấy Euro 2 đâu cả. Thì tất nhiên là các bạn sẽ thấy rằng là sẽ không có cái tiêu chuẩn khí thải Euro 2 quay trở lại theo như cái nghị định 49 của Chính phủ này. Còn cái lộ trình năm 2022 có áp dụng cái tiêu chuẩn khí thải Euro 5 hay không thì nó còn tùy thuộc vào cái điều kiện hạ tầng cơ sở lúc đó nữa. Giống như là cái năm 2018 vậy đó các bạn, 2017 không đủ thì phải rời sang một năm 2018. Như vậy thì qua đây thì mình cũng trả lời luôn, sẽ không bao giờ có cái vụ mà gọi là năm sau nhà nước ta sẽ cho lắp ráp cũng như là sản xuất lại những cái xe tiêu chuẩn khí thải Euro 2 hay dân chúng ta hay còn gọi là xe ga cơ. Đó, đó là một điều chắc chắn. Tất nhiên là không có gì là không thể. Tuy nhiên điều kiện, điều đó chỉ có chiếm từ 10, nói chung là không tới 10%, trừ khi có một đột biến gì đó xảy ra, thì các cái dòng xe Euro 2 hay còn gọi là ga cơ sẽ được lắp ráp và sản xuất mới tại Việt Nam. Rồi, nên là các bạn nào mà đang có những cái suy nghĩ, đang có những cái tư tưởng, cách nhìn rằng trong tương lai các cái dòng xe Euro 2 sẽ được lắp ráp mới trở lại, sẽ không có. Vâng, thì video của mình cũng đã vừa mới nói cho quý vị các bạn là liệu năm sau nhà nước ta có áp dụng lại cho sản xuất lại các cái dòng Euro 2 ga cơ không nhé các bạn.
Còn tiếp theo video này thì mình sẽ chia sẻ với quý vị các bạn tình hình thực tế hiện nay đối với các cái dòng xe Euro 2 đó. Các bạn có thể, các bạn nào mà thấy giải đáp được cái câu hỏi, cái câu tựa đề thì các bạn có thể đến đây các bạn xem video khác được rồi nha các bạn. Thì vừa hôm qua thì mình có tiếp xúc với một anh, thì chắc anh cũng đang xem chương trình của mình. Thì thực tế rằng là anh có một chiếc, anh cũng mới mua một chiếc xe Ben đời 2009 các bạn. Thì xe thì mình nhìn bề ngoài vẫn còn rất là tốt, khung gầm cabin nhìn nó vẫn còn gọn chứ nó không có gọi là nó nát quá. Nhưng mà thực tế thì anh đi đăng kiểm, anh chạy xuống dưới Vũng Tàu thì người ta không đăng kiểm cho anh. Thì anh có nói là do cái cây ba đờ sông của anh có một vết hàn, có nghĩa ngày xưa ba đờ sông nó bị gãy xong người ta hàn lại, thì bên cục đăng kiểm người ta mới không đăng kiểm cho anh. Sau đó anh thay rồi nhưng vẫn cũng không được, người ta vẫn không đăng kiểm. Sau đó anh phải chạy lên các cái trạm đăng kiểm khác thì người ta mới bắt đầu đăng kiểm xe cho anh. Đó là một trong những cái tình hình thực tế hiện nay. Và như cái video lần trước của mình thì mình có nói với quý vị các bạn về cái vấn đề gọi là đăng kiểm, nâng cái mức khí thải đối với các dòng xe từ 2008 trở về nay đó các bạn. Đó là cũng là một cái thực sự là ảnh xem xong video đó của mình cộng với ảnh cái tình hình thực tế đó là ảnh không đăng kiểm được cái xe đó của ảnh. Ảnh không đăng kiểm được cái xe đời 2009 của ảnh nên là ảnh cũng đang rất là hoang mang và đang tính bán đi cái xe 2009 đó. Bởi vì hiện nay các cái trạm đăng kiểm người ta rất là kén. À, có một số trạm đăng kiểm nó từ chối thẳng luôn, nó không đăng kiểm. Không biết là vì vấn đề gì. Đó, nhưng mà không đăng kiểm cho ảnh và ảnh chi phí thì cũng rất là tốn kém, tầm 2 triệu các bạn. Mà xe 2009 thì bây giờ nó cứ 6 tháng là nó đăng kiểm một lần, như vậy thì cũng rất là tốn. Và mình chắc chắn rằng là trong tương lai là các cái xe Euro 2 nó sẽ, nhà nước ta sẽ tìm mọi cách để hạn chế lại cái sự hoạt động của cái dòng xe này, nhất là những cái dòng xe của nó không đạt được cái tiêu chuẩn khí thải. Bởi vì bây giờ các bạn thấy không, càng ngày môi trường chúng ta nó càng ô nhiễm. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh là mây mù mịt. Các bạn có thể, các bạn nào mà ở khu vực Đồng Nai hoặc là Bình Dương, các bạn có thể nhìn về hướng Sài Gòn là các bạn sẽ thấy liền, chứ chẳng cần gì mà phải qua báo đài làm chi hết á. Điều đó báo động, điều đó chắc chắn rằng nhà nước chúng ta sẽ tìm mọi cách để hạn chế được cái hiện tượng ô nhiễm môi trường này. Và một trong những cái điều mà người ta sẽ làm đầu tiên đó chính là hạn chế các cái xe không đạt được cái tiêu chuẩn khí thải. Các bạn nghĩ có đúng không? Rồi, người ta sẽ hạn chế các cái xe đó. Rồi thứ hai nữa là cái lộ trình mà từ Euro 5 lên Euro 4 á. À, Euro 4 lên Euro 5 thì nó rất là đơn giản mà các bạn. Bởi vì một cái động cơ, bây giờ các bạn có thể thấy trên thị trường nó có các cái dòng xe tải lớn á, là hầu hết là nó đạt được cái tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Và thực tế thì cái công nghệ nó cũng không quá khác so với các cái dòng xe tải Euro 4. Đó, do đó là cái việc mà từ tiêu chuẩn khí thải Euro 4 lên tiêu chuẩn khí thải Euro 5 nó không quá khó. Nhưng mà từ Euro 2 lên Euro 4 là nó cả một vấn đề. Nó thay đổi hoàn toàn cái cấu tạo của động cơ. Đó, thay đổi hoàn toàn cái cấu tạo của động cơ. Như vậy thì các bạn xem video này của mình thì mình cũng muốn chia sẻ cho quý vị các bạn như vậy thôi. Nhất là những quý vị các bạn đang có ý tưởng chúng ta mua những cái xe dòng đời cũ nha các bạn, mà chúng ta tính chạy lâu dài đó. Thì thực sự nếu mà các cái dòng xe, ví dụ như các dòng xe Ben Trung Quốc thì giá nó rất là thấp. Nếu mà cái đời 2008, 2010 thì giá nó thấp, nó chỉ có 100 mấy chục triệu đối với phiên bản khoảng 9 tấn, 8 đến 9 tấn thì giá nó rất là mềm.
Tuy nhiên là các bạn có thể thấy rằng là cái việc mà đăng kiểm nó cũng không hề dễ dàng xíu nào. Đó. Rồi đặc biệt là các bạn mua các cái dòng xe mà Euro 2, các cái dòng xe đời cũ á, thì khả năng cao là trong tương lai chỉ 2 đến 3 năm nữa thôi các bạn sẽ không còn được sử dụng cái xe của các bạn nữa, mặc dù là nó vẫn còn trong cái chế độ sử dụng, có nghĩa là vẫn nằm trong cái hạn sử dụng của chiếc xe. Tuy nhiên các cái khống chế về đăng kiểm, về cái nồng độ khí thải sẽ làm cho các bạn tốn kém rất nhiều, làm cho các bạn không có gọi là lợi về mặt kinh tế đối với một chiếc xe đời quá thấp. Như vậy thì các bạn sẽ bắt buộc, một là chúng ta ôm rơm nặng bụng, hai là chúng ta đầu tư các cái dòng xe đời mới. Đó. Và tiện hôm nay cũng có một khách hàng nó hỏi mình là các cái dòng xe Euro 4 thì chạy thế nào. Thì tính đến thời điểm này thì mình nhận thấy là các cái dòng xe Euro 4, ngoài cái vấn đề là chạy yếu hay là chạy khỏe đi chăng nữa, thì các cái hư hỏng nó cũng xảy ra tương đối là thấp. Và tình hình thực tế rằng là đến thời điểm này là tháng ngày 11 tháng 1 năm 2020 thì các cái lỗi về xe Euro 4 là hầu hết là các cái đại lý người ta đều đã khắc phục được các bạn, có nghĩa là người ta đã sửa chữa ok rồi. Xe nói chung là những cái lỗi đó sau khi khắc phục thì xe chạy rất là ổn định và nó ít tái đi tái lại đó, thì đây cũng là một tín hiệu đáng mừng và mình cũng thực sự mừng cho quý vị, bởi vì cái thị trường chúng ta đang dần đáp ứng được với lại cái yêu cầu kỹ thuật mới đối với các dòng Euro 4. Thì hy vọng qua video này của mình thì các bạn sẽ biết được thêm về cái tình hình thực tế của xe, các dòng xe thương mại hiện nay, cũng như là cái viễn tưởng rằng là tương lai thì nhà nước ta sẽ cho sản xuất lại các dòng xe Euro 2 nhé các bạn. Rồi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị nhé.